Gian bếp mẹ tôi xin chào và mến chúc cả nhà luôn khỏe mạnh và bình an. Hôm nay trời chưa có tỏ sáng, mình dậy thật sớm và mình mất chỉ có khoảng 15 phút thôi là mình có ngay một bữa ăn sáng thật là ngon miệng với lại bánh mì chảo. Nguyên liệu cho món bánh mì chảo khá là đơn giản. Hôm nay mình chỉ có xúc xích nè, pate, trứng gà, thịt nguội và thêm thịt ba rọi muối nữa. Nếu cả nhà mà thích rau củ thì mình có thể thêm ớt chuông hoặc là cà chua nha. Bánh mì chảo, món ăn được giới trẻ hiện nay rất là yêu thích. Gọi là bánh mì chảo thì mình nghĩ là tất cả mọi thứ đều nấu trong một cái chảo bé bé xinh xinh và sau khi nấu xong thì không có cho ra đĩa và mình sẽ lấy bánh mì và thưởng thức trong cái chảo nhỏ như thế này.